Thưa quý vị khán giả thân mến, quý vị đang xem Trường Giang không phải kênh Trường Giang Official, nhưng mà lại là Lê Giang Official. Và chị tôi hiện tại đã có kênh YouTube riêng, chuẩn bị đưa tất cả các loại móng, các loại sơn, các loại dầu đầu, sữa rửa mặt lên kênh Official, kèm theo những gương mặt thanh tú, nghệ sĩ không tuổi đại nghĩa, nghệ sĩ ít ăn chân thành, để xuất hiện trên kênh này bằng những sản phẩm gọi là sản phẩm gì vậy? Hài hước chua nhọn cay muối nhạt, để mà mang lại nhiều cái sản phẩm cho quý vị, những sắc đẹp và những hài hước vui nhộn đem tiếng cười cho mọi người, và sắc đẹp và móng tay. Mọi người ơi, thưa quý vị, mỗi người subscribe cái kênh của chị Lê Giang, tức là kênh Lê Giang Official, sẽ được tặng một cái voucher làm nhẹ nhàng, mỗi người được giảm 90%. Đó cho 10%, 90 giữ lại. 90 là bên tiệm giữ, 10% là giao cho khách. Ví dụ như là 100.000 thì các bạn sẽ được giảm 10.000 đồng. Nhưng mà làm theo chỉ 100.000 được. Quá đơn không phải 300 thì được 30 tiền giảm. Đó không phải là nó to lớn, nhưng mà đó là cái tấm hình tình của nghệ sĩ Lê Giang dành cho quý vị. Đúng đó mọi người, biết không, Lê Giang đang có một cái ý chí trong đầu là là giống như là sau này Lê Giang sẽ có một cái thùng từ quỹ, cái quỹ của shop 372 Bà Trưng, để mà Lê Giang làm từ thiện cho những người nghèo. Cái đó là cái tâm nguyện của Lê Giang, cho nên là Lê Giang rất là vui mừng khi có một cái kênh Official. Official, thưa quý vị, bà chị YouTube Official của Lê Giang. Mọi người ơi, mọi người nhớ vô dùm Lê Giang nha. Thưa quý vị, là chị Giang thì rất là có duyên, nhưng mà không có giỏi về mấy cái từ đó, mong quý vị thông cảm. Thì cái sản phẩm đầu tiên của chị Lê Giang là một series hài ở trên kênh Lê Giang Official. Series hài tiếng ngoại ngữ. Không, có series hài có tên là Bác sĩ thẩm mỹ nghề cao quý. À, quý vị ơi, nhớ subscribe để xem được cái gọi là cái series hài đó, Bác sĩ thẩm mỹ nghề cao quý. Những cái gì đẹp và những cái gì tốt, những cái gì mà nói chung thể có thể làm những cái gì hết mình. Cũng nghe nhiều, quý vị cứ nhìn cái thấy cái giữ subscribe, bấm vô đó subscribe ủng hộ chị Lê Giang. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Yeah, cảm ơn mọi người.